Và chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Và bây giờ sẽ là mình sẽ thử cho hai con mèo này ăn hai quả trứng nha các bạn ơi. Em mèo này có ăn được hai quả trứng không nha. Đây đây đây. 36 ngàn. Hai thằng này. Đây lười gì. Mèo kìa. Đây đây. Đây. Đây là hai quả trứng. Rồi, đây, bác mèo đây. Đây đây. Hai thằng bay dậy. Dậy đây. À. 30.000 nó độc vào người ta. Rồi, bắt đầu các bạn nhá. Để thử hai anh mèo ăn quả trứng nha. Đây, lên, đấy, lên. Lên, chuẩn bị. Chơi. 1, 2, đứng lên, tập chân. Rồi, thả. Rồi, ăn hết rồi. Ăn hết thì ăn nhanh đi nha. Thôi, giải đâu ý ạ. Cái lôi xá sườn. Mèo nào ăn hết đây các bạn ơi. Đây là hai quả trứng đấy, hai quả trứng rất là ngon đấy. Đấy, hồi này là người rồi, bây giờ chuyển đi mèo rồi. Đấy, thi đấu ai ăn nhanh nhỉ? Mèo nào mèo trắng ngồi lên ai ăn nhanh nhỉ? Mèo trắng liếm không mà. Rồi, cuộc thi anh gọi tiếng ồ, con mèo đen là rớt xuống rồi. Để lên chén ra này con. À. Rồi các bạn nha, xem thử mèo nào ăn hết trước nha các bạn. Yeah, giải đua kỳ thú. Cái này giải ăn kỳ thú. Thú vị. Chết người là thú. Cố lên hai con mèo. Chà, hai con mèo ăn trứng bảo quá các bạn ơi. Đấy, mèo trắng này đâu rồi? Để ai sẽ là thắng đây? Mèo trắng, mèo đen ai sẽ thắng đây các bạn ơi? Các bạn dự đoán ở dưới nha. Mèo trắng với mèo đen, mèo nào ăn trước đây, mèo nào xong trước đây. Anh này còn nhiều lắm. Cố lên. Trời ơi, cố lên, ăn hết đi. Chậm, mèo này coi nhận mèo ăn chậm. Còn đến mèo hai chân ăn nhanh thật đấy. Rồi. Con mèo trắng đang ngán. Mèo, ăn đi. Mèo. Rồi, nó rồi. À, thằng này no rồi. Tiếp tục đi con. Trứng ngon thế cơ mà. Cộng quá mà ăn không hết này. Rồi, thằng ăn hết. Ơi trời ơi, thương như chưa. Rồi, thằng này vẫn chăm chú ăn. 5 phút rồi vẫn chưa hết được một quả trứng. Liếm không à. Ok, còn nhiều luôn các bạn ơi. Như vậy là mèo không ăn hết được, mèo trắng không ăn hết được, đang còn mèo đen. Con mèo đen đang chăm chú ăn và là rất muốn là ăn hết. Tiếc quá, cái con mèo trắng ăn không hết rồi. Vâng, như vậy con mèo đen đã cố ăn hết đây các bạn ơi.